Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Team Việt, nơi kết nối những fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Những chuyển động mới nhất của các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Gạt quá khứ, Pep tự tin hạ MU ở Derby. Rất tôn trọng United nhưng Pep tin rằng đây là cơ hội để Man City tiếp tục gia tăng khoảng cách trong cuộc đua vô địch Premier League. Tâm điểm đáng chú ý nhất vòng 27 Premier League cuối tuần này là trận Derby Manchester giữa Man City và United. Hai đội bóng thành Manchester đang dẫn đầu cuộc đua vô địch, nhưng khoảng cách hiện tại giữa họ là rất lớn, 14 điểm. Trong khi United liên tiếp vấp ngã bởi những kết quả thất vọng, thì Man City lại thông hòa với mạch 21 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Với những gì Man City đang thể hiện, huấn luyện viên Pep Guardiola rất tự tin về khả năng tiếp tục nới rộng khoảng cách với MU ở trận Derby. Thực tế ở mùa giải trước, Pep đã 3 lần để thua trước United, trong đó có 2 thất bại ở Premier League. Ở lượt đi mùa này, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng chỉ có được kết quả hòa tại Old Trafford. Dù có kết quả đối đầu không tốt với MU từ mùa giải trước tới nay, nhưng Pep không hề e ngại khi gặp lại kình địch cùng thành phố. Sợ hãi không phải là từ phù hợp để nói ra khi tôi tiếp cận bất cứ đối thủ nào. Tôi luôn tôn trọng đối thủ nhưng cùng một thời điểm, tôi luôn nghĩ tới hai khả năng là thua hoặc thắng. Tôi biết sức mạnh của United, tôi thực sự ấn tượng với cách mà họ đã chơi ở Stamford Bridge. Đó là lối chơi chặt chẽ và mạnh mẽ. Chúng tôi chấp nhận thử thách và muốn có một trận đấu tốt để giành chiến thắng, Pep Guardiola chia sẻ trước trận Derby Manchester. Pep rất ấn tượng với những thay đổi qua từng năm của United và chiến tích bất bại trên sân khách của Quỷ Đỏ ở Premier League mùa này. Nhưng ông tin rằng đây là cơ hội tốt để Man City nới rộng khoảng cách. Tôi biết gặp United luôn khó khăn ra sao. Chúng tôi đã trải nghiệm điều đó ở nhiều mùa giải gần đây. Tôi có cảm giác rằng qua mỗi năm họ càng mạnh hơn. Hiện tại họ sở hữu đội hình tốt hơn năm ngoái và chưa để thua trên sân khách. Họ cũng có những kết quả tốt tại Etihad. Nhưng cùng với đó chúng tôi biết đây là cơ hội để gia tăng khoảng cách. Trên sân tập chúng tôi đã nói với nhau về việc phải làm thế nào để đánh bại United. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm. Theo lịch trận Derby Manchester sẽ diễn ra vào lúc 23:30 ngày 7 tháng 3. Nếu thắng, Man City không chỉ nối dài mạch thắng trên mọi đấu trường lên con số 22, mà họ còn nới rộng khoảng cách với MU lên thành 17 điểm. MU sẽ thắng Man City trong trận cầu có 5 bàn thắng. Cựu tiền đạo MU và Tottenham Dimitar Berbatov khi nhận định trận đấu giữa Man City gặp MU đã tin rằng Quỷ Đỏ sẽ chặn đứng chuỗi trận thăng hoa của đối thủ. Vào lúc 23:30 giờ Việt Nam ngày mai ngày 7 tháng 3, MU sẽ làm khách của Man City. Quỷ Đỏ đang kém đội bóng cùng thành phố 14 điểm trên bảng xếp hạng. Để níu kéo hy vọng vô địch, họ buộc phải giành 3 điểm trên sân Etihad, song đây dĩ nhiên là nhiệm vụ không dễ hoàn thành. Man City đang đạt phong độ cực cao, nửa xanh thành Manchester đang có chuỗi 28 trận bất bại trên mọi mặt trận, trong đó có 21 chiến thắng liên tiếp, 15 tại giải Ngoại Anh. Trước thềm màn đại chiến trên sân Etihad, Dimitar Berbatov, cựu tiền đạo người Bulgaria từng qua áo MU và Tottenham, đã lên tiếng dự đoán kết quả của trận đấu. Không chỉ tôi mà tất cả người mộ đều muốn chứng kiến một trận đấu cởi mở đến từ hai đội. Chẳng ai muốn trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không đều như ở trận lượt đi. Cuộc đối đầu trên sân Old Trafford khiến tôi cảm thấy buồn ngủ. Man City được đánh giá cao hơn MU ở thời điểm hiện tại, nhưng tôi nghĩ thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sẽ cắt đứt được chuỗi trận thăng hoa của Man City. Tôi dự đoán tỷ số sẽ là 3-2 nghiêng về đội khách. Berbatov cũng tin rằng Arsenal sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng trước Burnley. Anh nói thêm, tôi đã xem Burnley thi đấu với Leicester. Đó là trận đấu mà thủ môn Kasper Schmeichel đã chơi quá xuất sắc mới có thể giúp Leicester tránh khỏi thất bại. Burnley không dễ bị đánh bại. Giải đấu đang hết sức khó lường và tôi nghĩ Burnley sẽ tạo ra điều bất ngờ cho Arsenal. Tôi dự đoán tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội bóng đang bị đánh giá thấp hơn. De Gea khoe cảnh con gái, sâu xa đập tan tin đồn. Thủ môn United David De Gea xác nhận lý do anh vắng mặt và ngay lập tức, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng đập tan tin đồn thủ môn này nghỉ thi đấu hết tháng. De Gea đã bất ngờ vắng mặt ở trận MU hòa Crystal Palace vừa qua với lý do cá nhân. Sau đó, các nguồn tin thân MU cho biết thủ môn này đã bay về Tây Ban Nha đón con đầu lòng cùng cô bạn gái lâu năm Edurne. Họ thậm chí khẳng định De Gea sẽ nghỉ thi đấu hết tháng 3. Tuy nhiên chỉ có một phần thông tin trên là sự thật. De Gea quả thật về Tây Ban Nha để hộ đê. Thủ môn này vừa đăng ảnh khoe cô con gái tên là Yane trên trang Twitter cá nhân. Ngay sau đó, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có cuộc họp báo trước trận đấu với Man City. Ông nhanh chóng phủ nhận thông tin De Gea sẽ nghỉ thi đấu hết tháng 3 vì cần thời gian chăm vợ cũng như cách ly khi trở lại. Huấn luyện viên người Na Uy nói, đây là một ngày tuyệt vời với De Gea. Khi bạn trở thành một người cha, đó là một cảm giác tuyệt vời nhất mà bạn có thể có. Chúng tôi sẽ dành cho cậu ấy thời gian cần thiết trước khi trở lại. De Gea đã yêu cầu được trở về nhà và trong thế giới bình thường, bạn có thể đi lại giữa các nước chỉ trong một ngày. Tuy nhiên bây giờ thế giới đã khác. Dù sao, khi De Gea muốn về nhà và ở bên cạnh bạn gái trong những ngày này, chúng tôi đương nhiên sẵn lòng.
Dean Henderson đã ra sân và chơi tốt. Dean luôn sẵn sàng nên chúng tôi sẽ cho De Gea thời gian mà cậu ấy cần. Ngay sau khi De Gea trở lại, chúng tôi chỉ cần tuân theo các quy tắc của chính phủ. Tôi hy vọng cậu ấy sớm có mặt. Những câu chuyện xuất hiện sáng nay là bịa đặt. Nó không công bằng với người hâm mộ của chúng tôi và cả De Gea nữa. Chúng tôi đã cho phép cậu ấy về nước và ở bên cạnh bạn gái những ngày quan trọng này. Nhưng chúng tôi cũng mong muốn cầu thủ của mình trở lại càng sớm càng tốt. Tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ trở lại, nhưng sẽ không lâu đâu. Lingard vượt mặt Bruno để được đề cử hai giải thưởng Ngoại hạng Anh kể từ ngày gia nhập West Ham dưới dạng cho mượn từ Manchester United. Jesse Lingard đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Nỗ lực của Jesse Lingard đã được công nhận vì đã có một khởi đầu xuất sắc trong quãng thời gian ở West Ham United khi anh lọt vào danh sách rút gọn cho hai giải thưởng Ngoại hạng Anh. Số 11 của The Hammers đã ghi 3 bàn và ghi 2 kiến tạo trong 5 lần ra sân đầu tiên ở West Ham kể từ khi hoàn tất bản hợp đồng cho mượn từ Manchester United vào cuối tháng Giêng. Với phong độ tuyệt vời, Lingard đã được tưởng thưởng bằng các đề cử cho giải cầu thủ xuất sắc nhất của EA Sports Premier League và giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng của PFA Bristol Trish Mortar do người hâm mộ bình chọn. Ở giải cầu thủ xuất sắc nhất EA Sports Premier League, ngoài Lingard còn có các ứng cử viên gồm Ederson của Fulham, Barnes của Leicester, João Cancelo của Man City, Gundogan của Man City, Ruben Dias của Wolves, Rafinha của Leeds và Bruno Fernandes của MU. Lingard cùng với Barnes và Gundogan tiếp tục góp mặt ở giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng của PFA Bristol Street Motor, trong khi Bruno Fernandes không được đề cử. Có thể nói tiền vệ người Anh đã được thừa nhận nhiều hơn đồng đội ở ngoài tức. Những gương mặt còn lại góp mặt ở giải thưởng này còn có Luke Shaw của Manchester tức, Madison của Leicester và Ederson của Manchester City. Việc góp mặt ở cả hai giải thưởng cho thấy những đóng góp của Lingard được đánh giá cao ra sao. Klopp sẽ không ai tháo chạy dù Liverpool mất vé dự UEFA Champions League. Huấn luyện viên Klopp khẳng định dù Liverpool không thể giành vé dự Champions League mùa sau, các cầu thủ cũng sẽ không ra đi. Ở mùa giải này, Liverpool từng có thời điểm dẫn đầu tại Premier League và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đã thay đổi. Trên bảng xếp hạng lúc này, Liverpool đang đứng thứ 7 với 43 điểm sau 27 vòng đấu, kém đội đầu bảng Man City 22 điểm. Có thể khẳng định thầy trò Jurgen Klopp đã hết hy vọng bảo vệ ngôi vương nước Anh. Thậm chí họ còn có thể không chăn nổi vào top 4 để giành vé dự Champions League mùa sau. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Klopp vẫn tỏ ra rất lạc quan. Ông khẳng định mình không hề lo lắng Liverpool sẽ tiếp tục tụt dốc trong tương lai, bởi câu lạc bộ vẫn sở hữu tiềm lực mạnh với một đội hình chất lượng và đoàn kết. Việc Liverpool mất vé dự Champions League sẽ không diễn ra thường xuyên. Đây là một mùa giải hết sức khó khăn, chúng tôi hiểu điều đó. Tuy nhiên, tiềm lực của câu lạc bộ luôn là điều gì đó hoàn toàn khác biệt. Ở mùa giải này, các đội bóng phải có động lực rất lớn, nhưng chúng tôi thì không. Tuy nhiên, điều này chẳng nói nên được điều gì về tương lai. Chúng tôi vẫn đang có được một vị trí tốt hơn nhiều câu lạc bộ khác, nhất là ở thời điểm khó khăn như hiện tại. Tôi có thể khẳng định rằng không một ai phải lo lắng cho tương lai của Liverpool, bởi chúng tôi vẫn đang kiểm soát được tình hình, là cơ sở tốt nhất cho tương lai phía trước, Klopp chia sẻ. Khi được hỏi về khả năng các ngôi sao hàng đầu như Salah hay Sadio Mane sẽ rời Liverpool nếu không có suất dự Champions League, chiến lược gia người Đức vẫn tỏ ra rất lạc quan. Tôi hiểu và tôn trọng tất cả các câu hỏi, nhưng sự thật là chúng tôi chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Tôi biết các cầu thủ đều có lòng trung thành với câu lạc bộ, sẽ chẳng có ai nói rằng vì câu lạc bộ không được dự Champions League mùa tới nên tôi buộc phải ra đi. Tình huống đó sẽ không xảy ra. Tôi đủ hiểu học trò của mình để khẳng định như vậy. Điều này cũng đúng với tất cả các thân binh. Từ nhiều năm trước, chúng tôi đã làm rõ quan điểm rằng nếu một cầu thủ không muốn gia nhập Liverpool vì không được dự Champions League thì chúng tôi cũng chẳng cần anh ta. Chúng ta luôn phải tìm ra một đội hình phù hợp cho những thử thách phía trước rồi sau đó tiếp tục thực hiện nó. Vì vậy chẳng có lý do gì mà tôi phải lo lắng cả. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.